Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chú chim ăn revert nha. Chú chim ăn revert này là được làm từ một bàn tay khéo léo của Yến Yến nha mọi người. Cái này mình không mua mọi người ạ, mà mọi người chỉ cần mua đất sét nặng tự khô và nặn ra con chim ăn revert thì nó làm cho các con của mình nha. Cách làm của nó thì cũng khá là dễ thôi mọi người ạ. Ở những cái video trước thì mình cũng đã review về rất nhiều các sản phẩm và review về rất là nhiều đất nặn tự khô đúng không ạ? Thì đây cũng là một sản phẩm được làm từ đất nặn tự khô của mình này. Một con chim ăn revert nha mọi người nha. Đây là một con chim ăn revert nha mọi người. Màu xanh mọi người ạ. Nó được làm từ đất sét tự khô. Bên phải đâu? Đấy. Nó có cái hình giống như cái hình ảnh. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết phần tono này của mình nhé. Và đây là tập của mình ngày hôm nay. Ok, từ ngày gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh, like, subscribe và cái phút chú ăn revert này rất là em bia lấy chó hết rồi. Chó vào cái thùng rác lấy lại. Lại. Thùng rác nào? Thùng rác là thùng chính. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta sẽ làm thùng chính cho xem cho mở. Rất là đẹp mọi người nha. Mọi người có thể tham khảo mẫu này để nặn cùng các con nha. Rất là đẹp mọi người ạ. Cậu mai có cái gì cho anh không? Mày có đi mà thì thứ hai mày phải hứa mày đảm bảo với anh đi. Đó là một nói chơi xéo. Dạ anh còn lấy động lực anh là mấy bạn kim phút để đi thôi. Thế thì thứ hai em mua xôi cho anh Lăng nha. Chị rời lại thứ ba. Ok, thứ hai em anh Long số hưởng lên. Đấy, anh Long mình số hưởng. Trả anh mua cho. Anh Long số hưởng lắm. Nhìn là biết mà. Thế thì tí là anh phải giúp em nó nhiệt tình đi nha. Thứ hai có xôi mà ăn á. Bye bye. Dạ. Bye. Lượt đi. Và mình đã tô xong 3 cây nấm rất là xinh xắn như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Bát sen tự khô nó rất là dễ làm mọi người ạ. Mọi người cứ mua thử một lần đi để làm sẽ nghiện luôn. Có thể cùng các con tạo rất là nhiều hình thù sinh động nha mọi người.
bo tròn cục đất nặn và chấm thêm cho nó một số chi tiết nữa là đã thành một con chim angry bird mọi người nha. Rất là dễ mọi người ạ. Sau đó thì mọi người châm vào que và để cho nó tự khô. Là các bé nhà mình đã có những cái hình hài rất là kỳ thú để chơi rồi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào.